Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 62: Không nên dễ bị người gạt. Ở trên kinh Phật nói, năng lực túc mạng thông của A-La-Hán chỉ có 500 đời. Nếu ngoài 500 đời ra thì A-La-Hán không biết. Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, có một người muốn xuất gia với Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật liền bảo những vị A-La-Hán này xem thử xem người này có nhân duyên để xuất gia hay không. Xuất gia phải có thiện căn, không có thiện căn thì không thể xuất gia. Những vị A-La-Hán xem thấy người này trong 500 đời đều không có trồng qua thiện căn trong Phật Pháp, cho nên đều lắc đầu. Phật liền nói, người này ở trong vô lượng kiếp về trước là một tiều phu. Khi anh ấy ở trên núi đốn củi, gặp phải một con hổ. Con hổ muốn ăn thịt anh. Anh liền trèo lên cây. Anh ấy rất hoảng sợ, trong miệng liền niệm một câu Nam Mô Phật. Chỉ niệm một câu Nam Mô Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, anh ấy chính nhờ một câu Nam Mô Phật này đã trồng xuống thiện căn. Hiện tại cái thiện căn này đã chín mùi rồi, có thể ở dưới hội của ta mà xuất gia. Về sau anh ấy cũng chứng được A-La-Hán. Chỉ xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo, chính là cái đạo lý này. Anh ấy trong vô lượng kiếp về trước đã trồng được cái nhân này. Thần thông của A-La-Hán chỉ biết được có 500 đời. Việc của 500 đời về trước họ đương nhiên là không biết, đương nhiên là không thấy được. Các vị phải nên biết, tất cả chúng sinh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực thần thông của họ gần như gần bằng Đức Phật A-di-đà. Việc này là không thể nghĩ bàn. Ngày nay chúng ta xem thấy một số người ở thế gian này có được một chút thần thông nhỏ thì đều cảm thấy rất là hiếm lạ. Trên thực tế, việc này chẳng có gì là hiếm lạ. Vì sao vậy? Cái năng lực đó của họ quá nhỏ. Túc mạng thông của họ, thành thật mà nói, đó chỉ là gạt người. Họ nói, họ biết được chính mình, họ không biết được ta. Vậy thì không được rồi. Hiện tại trong lòng ta nghĩ cái gì, họ đều không biết. Họ nói quá khứ của ta thế nào đó, đó chỉ là gạt người. Hiện tại trong lòng của ta nghĩ cái gì, anh đều không biết được, thì làm sao anh biết được đời quá khứ của tôi chứ? Hiện tại khởi tâm động niệm của tôi, anh đều biết được. Vậy đời quá khứ của tôi, anh nói anh biết, vậy thì tôi liền tin tưởng. Cho nên chúng ta không dễ bị người ta lừa gạt, không nên dễ bị người ta phỉnh lừa. Việc này rất quan trọng. A-di-đà-phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.